Bây giờ là 6 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn Truyền hình Vĩnh Long để cập nhật những thông tin đầu tiên trong chương trình Chào buổi sáng. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 7, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Trại hè Việt Nam sẽ diễn ra ở 9 tỉnh thành phố. Từ 0 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7, mỗi lít xăng giảm từ 3.090 đồng đến 3.110 đồng. Nhiều áp lực khó hoàn thành 361 km cao tốc Bắc Nam trong năm nay. Cần thiết tiêm nhắc lại mũi 4 vaccine phòng bệnh COVID-19. Văn phòng Quốc hội cho biết là dự kiến phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 11 tháng 7 và bế mạc vào ngày 12 tháng 7. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban công tác đại biểu. Đối với các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 10 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ trong thời gian vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Cần Thơ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Theo dõi sát, nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn để chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ triển khai hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó quyết liệt triển khai chiến lược tiêm vaccine và chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần, sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Với một số vấn đề vướng mắc trong triển khai các dự án của thành phố, Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành đơn vị liên quan và thành phố Cần Thơ nghiêm túc thực hiện. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Nhiều báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, treo banner và dẫn đường link cuộc thi mở chuyên trang tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào, hàng tuần cập nhật kết quả cuộc thi. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp. Cuộc thi nhằm góp phần vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước, hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Chương trình Trại hè Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8 với sự tham gia của 108 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài trở về từ 25 quốc gia. Các hoạt động trong khuôn khổ trại hè sẽ diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố. Trại hè Việt Nam là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hàng năm nhằm tạo ra sân chơi để thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài kết nối, giao lưu với thanh niên, sinh viên trong nước, trở về cội nguồn để tri ân, trải nghiệm, tạo cơ hội để thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước thúc đẩy hợp tác nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thông tin kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định công bố danh mục cảng biển Việt Nam gồm 34 cảng biển. Theo danh mục, trong 34 cảng biển Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu, 11 cảng biển loại 1, 7 cảng biển loại 2. Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo nghị định này, tiêu chí để đánh giá phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế là mỗi ngày có hàng trăm trường hợp hành khách gặp vướng mắc về giấy tờ tùy thân khi mà làm thủ tục đi máy bay, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khuyến nghị hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Đặc biệt là lưu ý những hành khách đi cùng là trẻ em từ 14 tuổi trở lên nhưng mà chưa làm chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Những khách có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ thì cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành. Ngoài ra, hành khách cần chủ động về thời gian để mà tránh bị chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường đi di chuyển đến sân bay. Thưa quý vị và các bạn, theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 0 giờ ngày hôm nay 11 tháng 7, thì mỗi lít xăng giảm từ 3.090 cho đến 3.110 đồng. Còn các mặt hàng dầu thì hạ từ 800 cho đến 3.020 đồng. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương và Tài chính, thì giá xăng E5 RON 92 về mức 27.780 đồng, xăng RON 95-3 là 29.670 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã giảm về dưới 30.000 đồng một lít, bằng với ngưỡng giá ở thời điểm giữa tháng 3. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm, dầu diesel là 26.590 đồng một lít, giảm 3.020 đồng. Dầu quả có mức giá mới là 26.340 đồng, giảm 2.010 đồng. Dầu mazut cũng hạ về 18.920 đồng một ký, giảm 800 đồng. Sau 5 kỳ không trích lập vào quỹ bình ổn giá các mặt hàng xăng, lần này thì giá thế giới đang giảm sâu, nên cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng 950 đồng vào quỹ. Việc này nhằm tạo ra dư địa cho quỹ ở các lần điều hành tiếp theo và giúp cho số dư quỹ tại nhiều doanh nghiệp đầu mối bớt ầm. Thưa quý vị và các bạn, mối đe dọa lớn đối với tiến độ của các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam hiện nay là giá vật liệu leo thang, khiến cho đơn giá thi công các gói thầu tăng từ 15 cho đến 30%. Với những gói thầu tăng hơn 40%, cùng với đó giá nhiên liệu tăng cao và thời tiết bất thường khiến cho nhiều gói thầu thi công cầm chừng. Và cũng theo các nhà thầu, ban quản lý dự án dù quyết tâm dồn lực thi công để đảm bảo tiến độ nhưng không thể chống đỡ được cơn bão giá liên tiếp như hiện nay. Bởi vậy mà việc hoàn thành 361 km của 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam rất khó có thể về đích trong năm nay. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải, hiện tại sản lượng trung bình của 4 dự án đã đạt khoảng 61,3% giá trị hợp đồng. Như vậy, 3/4 dự án thành phần được yêu cầu về đích năm 2022 vẫn đang bị chậm tiến độ. Theo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, tình trạng chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan. Biến động về giá nguyên nhân vật liệu xây dựng là có sự biến động lớn, đặc biệt là giá xăng dầu và sắt thép. Cũng phải nói đến là cái khó khăn về vật liệu đất đắp. Khó khăn nó đến từ nội tại các nhà thầu, tức là từ yếu tố chủ quan. Một số nhà thầu vì tình hình tài chính nó cũng không tốt, trước cái ảnh hưởng của bão giá thì là thiếu hụt về tài chính, dẫn đến là cái triển khai thi công những công trường chưa được quyết liệt. Nhiều nhà thầu mạnh được tuyển lựa thi công dự án cao tốc Bắc Nam này cũng bị quật ngã bởi cơn bão giá. Chỉ riêng chi phí biến động giá vật liệu xây dựng đã tăng 21,3%, nếu tính cả biến động máy thi công, nhân công khoảng 28%. Trong khi đó, tỷ lệ bù giá theo công thức hợp đồng đến nay trung bình các gói thầu được 6%. Tinh thần nhà thầu rất quyết tâm để như thế hoàn thành, phấn đấu hoàn thành dự án. Đấy, nhưng mà nếu mà với cái thời tiết như thế này, với cái tình bão giá như thế này thì để hoàn thành được cuối năm này là rất vất vả cho nhà thầu. Theo một số ban quản lý dự án, giá cả nguyên vật liệu tăng chóng mặt dẫn đến tình trạng một số gói thầu thi công cầm chừng. Các việc có trường hợp dừng thi công do không đủ nguồn lực thực hiện, làm chậm tiến độ công trình dự án. Các nhà thầu cũng có tinh thần là muốn là cầm chừng và nghe ngóng các cái giải pháp tháo gỡ của chính phủ. Cứ tiếp tục như này thì nguy cơ nó lại sẽ bị chậm tiếp trong vòng 1-2 tháng tới. Có thể nói những khó khăn đang bủa vây các nhà thầu làm cao tốc Bắc Nam.
Các nhà thầu đều thể hiện sự quyết tâm, nhưng họ rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời từ chính phủ để tiến độ dự án trọng điểm quốc gia sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch. Theo tin từ Bộ Y tế, thì trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 465 ca nhiễm COVID-19, giảm 219 ca so với ngày trước. Đây là số ca mắc thấp nhất trong hơn một năm qua. Ngoài ra, cũng trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 8.477 F0 được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca tử vong. Như vậy là kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.754.813 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng theo Bộ Y tế, thưa quý vị, hiện tại thì việc triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước đạt tỷ lệ là 69% ở người từ 18 tuổi trở lên. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra rằng kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy, các chuyên gia cho biết tiêm mũi 4 là cần thiết và đây là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ tư vaccine COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật và bổ sung ứng dụng y tế trực tuyến để cho người dân có thể dễ dàng phản ánh đến thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, ứng dụng y tế trực tuyến được Sở Y tế bổ sung mục phản ánh các địa chỉ nguy cơ bùng gây dịch sốt xuất huyết. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân phản ánh đến thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết bằng cách chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể, những nơi có nhiều muỗi, nhiều ổ lăng quăng, bọ gậy trên ứng dụng y tế trực tuyến. Khi nhận được những phản ánh này, thì Sở Y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương để xử lý, ngay cả xử phạt hành chính theo quy định. Tại Vĩnh Long, thì tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh cũng đang diễn biến phức tạp, không ngừng gia tăng số ca mắc. Ở trong đó, bệnh nặng chiếm tỷ lệ khá cao, gia tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến đầu tháng 7, thì toàn tỉnh ghi nhận trên 700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là các tuần cuối tháng 6, mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận trên 100 ca mắc. Tỷ lệ bệnh nặng khá cao, chiếm hơn 5% số ca mắc, cao hơn so với trung bình khu vực phía Nam. Nhằm khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch trên địa bàn, Vĩnh Long triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa phương có nguy cơ bùng phát thành dịch trong tỉnh. Mục tiêu từ 90% trở lên hộ gia đình, dụng cụ chứa nước nơi triển khai chiến dịch được kiểm tra và xử lý triệt để không còn lăng quăng. Và cho đến nay thì sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một số ít quốc gia trên thế giới có sử dụng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết nhưng hiệu quả phòng bệnh chưa cao. Biện pháp phòng bệnh chính là cắt đứt đường lây truyền bệnh thông qua việc diệt mũi, diệt lăng quăng. Và trong đó, diệt lăng quăng được xem là biện pháp đơn giản, hiệu quả và cũng là căn cơ. Và việc phun hóa chất diệt mũi sốt xuất huyết chỉ là biện pháp đáp ứng cấp bách nhằm làm giảm nhanh số lượng mũi trưởng thành. Nhưng mà khi hết thời gian hóa chất tồn tại trong không gian, thì lứa mũi mới lại tiếp tục phát triển và tiếp tục truyền bệnh. Do đó, phun hóa chất diệt mũi chỉ phát huy được hiệu quả khi mà việc diệt lăng quăng được thực hiện đồng bộ một cách triệt để. Thưa quý vị, nhằm góp phần san sẻ một phần kinh phí đi đò dọc vào đất liền cho các em học sinh vùng sâu nơi cửa biển Giá Lồng Đèn, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trong hơn 4 năm qua, chương trình chuyến đò an toàn được triển khai từ nguồn vận động hỗ trợ của các mạnh thường quân. Và cũng nhờ chương trình này mà nhiều học sinh nơi cửa biển vùng đất cực nam của Tổ quốc có thể tiếp tục đến trường. Cửa biển Giá Lồng Đèn, nơi đầu sóng ngọn gió thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là địa bàn đặc thù cách trở giữa đôi bờ bởi cửa biển và hệ thống sông ngòi dày đặc. 100% học sinh đi học bằng phương tiện đò dọc để được đến trường, đến lớp. Điều kiện đi lại khó khăn, ngoài chi phí học tập, người dân nơi đây lại tốn thêm chi phí đò dọc, nên đa số con em chỉ học đến lớp 2, lớp 3 rồi nghỉ. Trong những lần đi công tác thì bản thân tôi đã phát hiện ra cái một số các em học sinh tại cửa biển Giá Lồng Đèn không ai có học qua lớp 4 và lớp 5, thì bản thân mình thấy cái vấn đề này cũng rất là bức xúc và bản thân mình cũng đến để địa bàn để mình khảo sát với cái thực tế này. Từ đó thì tôi đã
suy nghĩ là mình phải làm gì cho các em. Đặc biệt là sau khi một số chương trình đó, thì có sự đồng hành của các nhiều anh chị, các doanh nghiệp đồng hành với để cùng giúp đỡ các em. Thấu hiểu và đồng cảm với suy nghĩ này, các đơn vị, các mạnh thường quân đã đồng tâm hỗ trợ, giúp các em học sinh 50% tiền đò thông qua chương trình chuyến đò an toàn cho học sinh cửa biển. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ học bổng, áo phao, tập sách và cả nhu yếu phẩm cho học sinh. Cô chú vô vận động với hỗ trợ tiền đò cho con, với cha con cho đi học, con rất là phấn khởi. Nhờ có chú Hải đến đây cổ động và giúp đỡ là cái phần tiền đò hỗ trợ cho phân nữa. Nhờ như vậy giúp cho đỡ cái phần kinh phí để cho đưa con em đi học tới trường. Nhờ như vậy mà con em tôi đi học tới ngày hôm nay, tôi rất là phấn khởi và vui mừng. Những năm gần đây thì nhờ cái chú Hải vận động các mạnh thường quân về đây cùng với là xã, chi bộ, chính quyền ấp đến từng gia đình vận động, cho nên các em cháu là duy trì học tốt và hiện nay có những em cháu cũng học đến cấp 2 vẫn còn duy trì tiếp tục học. Chuyến đò an toàn cho học sinh cửa biển đã được nhiều mạnh thường quân đồng hành và đã đạt nhiều kết quả tốt. Trong năm học 2019-2020, tại đây có 11 học sinh tiểu học được tiếp tục đến trường. Năm học 2020-2021 tăng lên 15 em. Con số này cứ tăng dần. Sự lan tỏa này nó có ý nghĩa nhất định và mình mong muốn là chương trình sẽ có thêm nhiều cái sự phối hợp hỗ trợ để các em cửa biển Giá Lồng Đèn nói riêng và những nơi khác có khó khăn về Cà Mau có thêm sự giúp đỡ động viên các em để các em duy trì cái việc học tập cũng như là phát triển. Một nghĩa cử tuy nhỏ nhưng đã góp phần giảm đi tình trạng bỏ học của các em nơi vùng biển xa xôi. Với mô hình sáng tạo này, anh Trịnh Chí Hải được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Hy vọng chuyến đò an toàn cho học sinh cửa biển luôn duy trì bởi sự chung tay đóng góp của cộng đồng cùng tiếp bước cho các em được đến trường.